Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong cái buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối tuần. Chúc các anh em sẽ có những cái giây phút thư giãn và giải trí khi mà xem video clip của Game Today anh em nhé. Ngày hôm qua khi mà Vũ Quốc Trung lên bài phản biện lại cái video clip của tôi, cảnh báo cho anh em ấy, ở cái hôm thứ 6 đấy là có các anh em vào có nhắn tin cho tôi bảo là anh ơi anh lên bài nữa đi, nó chửi anh kìa các thứ. Thì tôi nói thật là tôi ra cái clip đấy không phải là để đấu tố nhau ở trên mạng nhá. Thế nên là tôi xin khẳng định lại một lần nữa, đó là cái clip duy nhất tôi cắt ra thành nguyên một cái clip dài phỏng vấn để cảnh báo cho anh em cũng như làm sáng tỏ cái sự việc. Cái sự việc là ở đây không phải là cái sự việc là chúng ta áp đặt Vũ Quốc Trung là cái người lừa đảo, mà tôi muốn cảnh báo cho anh em cái quy trình mua hàng ở bên Vũ Quốc Trung. Cái vấn đề nó là như thế. Đấy, cái sự thật là nó là như thế. Đấy, nó diễn ra như thế nào thì tôi phản ánh đúng cái hiện trạng là nó là như thế. Và anh em xem như thế, anh em cảm thấy là nó ok thì anh em mua. Đấy, còn anh em không ok thì anh em hãy ngừng lại, anh em đừng mua. Đấy, tránh cái việc là mất tiền oan nha anh em nhá. Đó, tôi đã cảnh báo rất là kỹ rồi. Đấy, còn cái việc mua hay không là quyền của anh em, bởi vì tiền là của anh em. Đấy, anh em mất tiền thì tôi cũng chả có cái vấn đề gì xảy ra với tôi. Đấy, thế nhá. Đấy, còn tôi nghĩ là cái video clip hôm trước ấy mà tôi lên ấy, nó đã quá là rõ ràng và sáng tỏ rồi. Đấy, và kể cả cái ngày hôm sau khi mà tôi đọc cái bài của Vũ Quốc Trung để mà phản biện lại ấy, đấy nó không phải là một cái bài phản biện, bởi vì tất cả nó đều là cái sự ngụy biện. Đấy, những cái dẫn chứng nó rất là quanh co, nó rất là xảo trá. Đấy, không đưa ra được một cái dẫn chứng nào mà nó thuyết phục cả. Tôi nói thật, cái quy trình nó có vấn đề, cái quy trình làm việc và bảo hành ấy. Đấy, chứ còn tôi chưa nói đến cái việc là ông có lừa đảo không. Đấy, nhưng mà rất là quanh co. Và từ cái việc là phản biện lại một cách thông minh, đưa ra những cái lập luận rõ ràng và sắc bén để phản biện lại những gì mà tôi nói, thì ở đây Vũ Quốc Trung quanh co. Những cái gì mà Vũ Quốc Trung có thể làm đấy chính là miệt thị, công kích cá nhân tôi. Đấy, cho những cái anti tôi vào và chửi tôi ở trong cái bài viết đấy. Thì tôi cũng biết là cái điều đấy nó là đương nhiên, bởi vì làm sao diễn đàn là của Vũ Quốc Trung. Đấy, những cái ý kiến trái chiều về Vũ Quốc Trung ấy thì Vũ Quốc Trung có thể xóa. Đấy, và những cái ý kiến mà từ những cái anti của tôi, đấy, có rất nhiều anti nhá. Kênh tôi thì quá nổi rồi. Và những cái người như tôi thì không ít anti. Đấy, và khi mà anti ấy, nó chỉ trực chờ những cái lúc như thế thôi. Đấy, chỉ trực chờ là những cái lúc mà có cái vấn đề gì đối với tôi là có thể là bọn nó vào là bọn nó coi như là hùa vào chửi tôi. Đấy, anh em đọc là anh em biết ngay. Tất cả nó không hề liên quan gì đến cái sự việc này cả. Nó chỉ là đơn giản, nó chỉ là chửi là bởi vì làm sao? Bởi vì tôi nói chuyện không hay, tôi chơi kém. Đó, tất cả nó là những cái vấn đề nó không liên quan. Và đấy, để anh em biết nhá. Thậm chí nhá là Vũ Quốc Trung còn nói là Vũ Quốc Trung xem clip nhưng mà không xem hết clip. Đấy, chỉ xem được một đoạn rồi chán quá tắt đi. Sau đấy là lên là phản biện luôn. Tôi nói thật, chả có cái thằng nào mà nó dính phốt như thế. Đấy, mà nó lại lên và nó bảo là nó không xem hết clip được cả. Tôi nói thật, nếu mà tôi bị dính phốt là tôi phải ngồi, tôi phải coi như là xem từ đầu đến cuối để xem là người ta nói gì mình, có chỗ nào mà nó vu khống mình không, để còn biết đường mà phản biện. Nhưng mà đây không. Đấy, đây phản biện theo cái kiểu là gì? Là video clip nó dài quá, tao không xem hết, tao chỉ xem đoạn đầu thôi. Đấy, cái đoạn sau không xem. Bởi vì làm sao? Bởi vì là không thể phản biện được. Cái đoạn sau khi mà phỏng vấn bạn Huy và bạn Trung ấy, cái bạn Huy chính là cái người mà theo như là Vũ Quốc Trung nói là Huy không bắt đền. Đấy, mà thực ra Huy lại bắt đền. Đấy, và Huy đã nói rất rõ ở trong cái đoạn sau của clip. Và cái đoạn đấy thì nói chung là không nói được, nên là thôi đành phải bỏ qua thôi, coi như là mình không có xem cái đoạn đấy. Đó, hai ở cái chỗ là như thế. Đấy, và tôi nghĩ là nó đã rất sáng tỏ rồi nha anh em nhá. Đấy, tất cả những cái ở trong video clip nó đã quá sáng tỏ rồi, nên là chúng ta không cần phải làm rõ thêm làm cái gì cả. Đấy, anh em có thể là xem và anh em có thể là nhận định được ngay là cái sự việc nó như nào và có lên là mua không nhá. Đấy, tôi chỉ cần là như thế thôi mà. Chứ tôi đâu có cần phải là làm rõ là cái người đấy, người ta là cái thằng lừa đảo đâu, đúng không? Tôi chỉ cần biết là cái quy trình nó như thế và tôi sâu cái quy trình ấy ra cho anh em xem nhá, cái nội dung là như thế. Đấy, còn lại một lần nữa nhá, ở trong cái post đấy, Vũ Quốc Trung có nói là gì? Là tôi là một thằng hèn. Đấy, khi mà tôi bóc phốt Vũ Quốc Trung. Hèn ở đây theo Vũ Quốc Trung có nói là tôi không có dám vào trong cái diễn đàn của Vũ Quốc Trung và trao đổi ở trong đấy. Ô hay, thế tại sao Vũ Quốc Trung không gọi điện cho tôi, hay Vũ Quốc Trung có thể lên những cái clip của tôi và viết vào trong đấy? Phải có lý do chứ, đúng không? Cái lý do là gì? Là tôi nói rồi, tôi đã nói rất nhiều ở trong cái clip trước rồi. Tôi không bao giờ có chat ở trong cái diễn đàn đó. Bởi vì làm sao? Bởi vì đó là sân nhà của Vũ Quốc Trung. Vũ Quốc Trung có thể quản lý những cái tin nhắn, có thể xóa bất cứ những cái phản biện nào của tôi ở đấy để gây bất lợi cho tôi. Đấy, và tôi, cái này tôi cũng không cần phải đấu tố gì cả. Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi là cái người đứng ra để thay mặt những cái người mất tiền. Chứ tôi không phải là cái người mà ở đây là cái nhân vật đối kháng với cả Vũ Quốc Trung. Không, tôi không có đối kháng với ai cả. Tôi ở đây là đại diện cho những cái người mất tiền, và tôi nói lên thay cho cái tiếng nói của cái người mất tiền. Thực ra là tôi cũng chả có thay gì cả, bởi vì là tôi có phỏng vấn trực tiếp những cái người mất tiền. Đấy, người ta sẽ nói được ở trên kênh tôi. Và tôi nói thật với anh em là không có cái kênh nào mà để cho người ta nói ở trên kênh tôi như tôi. Đấy, bởi vì làm sao? Bởi vì là đây nó là tôi làm là vì cái đứa em tôi. Đấy, chứ còn bình thường tôi cũng không làm gì cả. Đấy, còn cái lý do tại làm sao mà tôi làm. Tôi đại diện cho những cái người mà người ta bị mất tiền, nói lên tiếng nói để có thể gửi đến cộng đồng. Bởi vì làm sao? Bởi vì nếu mà tôi không lên clip ấy thì anh em biết là thế nào không? Trước đây có rất nhiều người là bị mất tiền khi mà làm qua Vũ Quốc Trung rồi, nhưng mà người ta không có cái chỗ nào để người ta có thể nói được đến với cộng đồng. Bởi vì là cái diễn đàn to nhất về auto chat ấy là của Vũ Quốc Trung, anh em hiểu không? Và tất cả những cái bài liên quan ấy, những cái bài bóc phốt, những cái bài liên quan, những cái bài đấu tố, những cái bài mà tố Vũ Quốc Trung là làm hỏng ạc ấy, bay ạc ấy, đều bị xóa. Đấy. Và nó không có một cái cộng đồng nào nó tương đương, nó có thể là để người ta có thể chia sẻ lên được. Và đây nó là một cái sự giúp đỡ những cái người mà người ta không có thể nói được nha anh em nhá. Người ta sẽ hoàn toàn, người ta không thể nói được nếu không có kênh tôi. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn cái điều đấy. Đấy, bản thân những cái người mà đang nhờ tôi cũng hiểu được cái điều đấy. Đó là họ không thể nói được nếu mà không có một cái kênh truyền thông, không có một cái kênh mà nó có tiếng nói thì không thể nói được. Đấy, chính vì thế nên là tôi giúp người ta. Tôi là cầu nối, chứ tôi không phải là cái người mà để mà ở đây để mà phải là vu cáo, hay là tôi phải phá Vũ Quốc Trung cả, không. Còn tại sao mà bạn lại bị cái người khác người ta tố? Đấy là do bạn làm ăn không ra gì. Đấy, nếu mà mình làm ăn chuẩn chỉ, mình không bị cái vấn đề gì hết. Đấy, mình không bị ban ạc, mình lạp tiền cho người khác, mình không có lạp bẩn, mình ok thì người ta không mất ạc, thì người ta cũng chả có đấu tố bạn làm gì cả. Đấy, tôi xin nhắc lại là trước đấy là tôi không có vấn đề gì với Vũ Quốc Trung. Tôi cũng không quen, tôi cũng không phải là đối thủ cạnh tranh lạp tiền. Thế thì tôi việc gì mà tôi phải ở đâu, đúng không? Thế thôi, cái này nhắc rồi nên tôi cũng không phải nói lại nữa. Đấy, còn cái vấn đề là chỉ là làm sao khi mà bạn làm không ra gì thì người ta nói bạn. Đấy, bạn làm cho người ta mất ạc và bạn cũng chả có cái trách nhiệm gì với cả cái ạc của người ta. À, lại còn cái này nữa chứ. Cái này tôi mới nhớ ra và tôi cũng sẽ nói trong cái video của tôi. Đó là cái sự đánh tráo khái niệm của Vũ Quốc Trung. Cái sự đánh tráo đấy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với anh em là cái việc là biến tôi từ một cái người đại diện cho những cái khách hàng của Vũ Quốc Trung nói lên tiếng nói đến cộng đồng thành một cái người vu cáo, thành một cái kẻ hèn hạ đâm sau lưng Vũ Quốc Trung. Đó là cái đánh tráo khái niệm đầu tiên. Cái đánh tráo khái niệm thứ hai là gì? Vũ Quốc Trung từ một cái người là làm cho cái người khác là mất tiền, mất ạc, mất rất nhiều nha anh em nhá. Tức là ở đây là một cái người mà hại người khác nhá. Tôi phải khẳng định với anh em là như thế là hại người khác, thành một cái người bị hại. Khi mà ở trong cái post của Vũ Quốc Trung ấy rất là quanh co, rất là đổi này đổi kia, đổi cho người này đổi cho người kia, thì rõ ràng cái này là hoàn toàn phủ trách nhiệm và coi như là lật lại luôn. Tức là mình là cái thằng ăn cắp nhưng mà mình la làng đấy anh em. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba là gì? Cái này phải nói là sau khi mà những cái người mà bị mất tiền ấy, người ta đọc xong cái post của Vũ Quốc Trung mà người ta phải nói là người ta sốc luôn. Lúc đầu người ta còn có một chút coi như là gọi là thương đấy, Vũ Quốc Trung, nhưng mà sau cái post đấy thì không còn có gì có thể chấp nhận được nữa. Đấy là gì? Vũ Quốc Trung nói là tôi chuẩn bị một tuần để lên kịch bản, lên kịch bản này, và các cái người bị hại ấy là sẽ là diễn cái vở kịch với tôi. Đấy, đây nó chả có cái vở kịch gì hết. Ở đây là tin nhắn các thứ là đều sâu bằng chứng rõ ràng. Và cái người ta không phải, cái người bị hại ấy, người ta không phải là diễn viên để người ta có thể là diễn. Đấy, người ta không thể diễn được cái sự bức xúc, mà cái bức xúc của đấy nó là cái mà người ta mất thì người ta bức xúc. Đấy, nó là chính là xuất phát từ cái tâm của người ta, là người ta mất tiền, người ta mất rất nhiều tiền. Ở đây tôi nói với anh em nhá, hai cái cộng tổng vào nó rơi vào đâu đấy tầm gần nửa tỷ. Là anh em biết là cái lượng tiền nó rất là khủng khiếp, mất rất là khủng khiếp. Đấy, thì anh em hỏi là tại sao người ta không bức xúc được, mà nó vẫn cứ nói quanh co là không bức xúc. Đấy, còn cái tiếp theo nhá, là tôi muốn nói là nó bảo tôi là chuẩn bị một tuần để lên kịch bản. Khi nó nói câu đó ra ấy, thì tất cả những anh em mà bị mất tiền, và sau khi tôi nói cho anh em cái điều này này, thì anh em biết cái độ xảo trá nó đến cái mức nào anh em nhá. Cái một tuần mà tôi để cho Vũ Quốc Trung ấy có cái sự chuẩn bị ấy, không phải là vì là tôi là chuẩn bị để mà lên clip đâu, mà cái một tuần đấy anh em biết để làm gì không? Một tuần đấy tôi cho Vũ Quốc Trung thời gian để Vũ Quốc Trung hoàn tiền theo. Ở đây nhá, là Vũ Quốc Trung hứa với cả những cái người mà mất tiền ấy là Vũ Quốc Trung sẽ hoàn tiền. Và tôi đợi Vũ Quốc Trung hoàn tiền, tôi đợi những cái động thái từ Vũ Quốc Trung. Ở đây tôi có nói chuyện với cả em Huy, bạn Khoa, thì bạn ấy muốn là tôi lên bài rất sớm, tôi lên video sớm. Nhưng mà Huy ấy, thì Huy bảo là Huy bảo là gì? Huy bảo là anh ơi, anh đợi chút, anh đừng có lên clip vội, để xem là cái bảo hành em thế nào nữa đã. Bởi vì là thế này này, bạn Trung ấy, bạn Trần Đức Trung và bạn Huy ấy, Nguyễn Hoàng Giao Huy, là bạn ấy không có cái mong muốn là phải là bóc phốt hay cái gì cả, mà bạn ấy chỉ muốn là lấy lại cái số tiền mà bạn ấy lạp vào thôi. Đấy, lấy cái tiền lạp thôi nhá, còn cái ạc thì đương nhiên là mất rồi, mà lấy cái tiền lạp ấy. Nhưng mà đợi mãi thì Vũ Quốc Trung không có làm theo cái lời hứa. Tức là Vũ Quốc Trung không hề có một cái phản hồi nào, hay là không hề có liên lạc, hay là không có bất cứ một cái gì liên quan đến cái việc hoàn tiền cả, theo cái lời của Vũ Quốc Trung nói. Đây chính là cái đoạn tin nhắn mà Vũ Quốc Trung có nói chuyện với em Huy về cái vấn đề hoàn tiền. Đấy, và đây là những gì mà tôi nói với em Huy sau khi mà Vũ Quốc Trung hứa với em Huy. Đó là tin nhắn của tôi với em Huy. Tôi có nói là đợi để xem là Vũ Quốc Trung có hoàn tiền cho bọn em không đã. Đấy, rồi tính sau. Thực ra tất cả chúng tôi đều thống nhất là nếu mà Vũ Quốc Trung có làm cái này chuẩn chỉ ấy, thì chúng tôi cũng sẽ không đưa cái clip lên làm gì cả. Nhưng không, Vũ Quốc Trung xử lý bằng cái việc là thách thức chúng tôi để chúng tôi phải lên bài. Đấy, xin được nói rõ cho các anh em biết là cái điều đấy. Đấy, bản thân tôi là tôi cũng không muốn lên bài, nhưng mà vì là Vũ Quốc Trung là thách thức chúng tôi nha anh em nhá. Đấy, tất cả tôi sâu cho anh em rồi. Còn Vũ Quốc Trung thì sâu được cái gì ngoài cái bộ mặt của một gian thương? Đấy, trong cái post của Vũ Quốc Trung toàn là công kích với đả kích với chửi tôi thôi mà. Và chửi ở đây nhá, là chửi ở đây là gì? Chửi là nói chuyện không hay, nói chuyện nghe khó chịu, rồi gì nữa. Thôi không phải nhắc lại. Đấy, tôi nhắc ở cái giai đoạn đầu game rồi đấy, tôi không nhắc lại nữa anh em nhá. Cứ vào là cứ biết là chửi đã, sau đó tính sau, không cần biết đúng sai. Đấy, Đó chính là cái thứ mà cái bọn anti mất não nó rất là hay làm với tôi. Tôi quen rồi nên là tôi thấy bình thường. Em Huy, thậm chí là em Huy có vào, em Huy bảo là cảm thấy áy náy khi mà tôi bị chửi như thế. Nhưng mà tôi bảo không, tôi cảm thấy bình thường thôi. Anh thấy bình thường thôi, bởi vì anh bị nhiều rồi. Những cái thằng anti anh thì nó anti bất chấp thôi. Nó không cần biết đúng sai. Đấy, nó chỉ cần biết là có anh ở trong cái sự việc đấy là auto mặc định là chửi anh. Đó, đó là như thế đấy anh em ạ. Nhưng mà cái số đấy nó quá ít, tôi phải nói thật. Bây giờ tôi nhận thấy là cái người yêu quý của tôi nó đông hơn cái số lượng người mà ghét tôi rất là nhiều. Anh em cứ nhìn vào trong cái post đấy, anh em thấy là có rất nhiều những cái thằng nó chửi tôi đúng không? Nhưng mà cái số đấy nó quá ít, nó thậm chí nó còn chưa đến 20 người. So với một cái diễn đàn bao nhiêu người, diễn đàn tới tận 20.000 người mà chỉ có khoảng 20 người thì nói thật nó là muối bỏ bể anh em nhá. Quá ít, không đáng là bao nhiêu cả. Mà thậm chí là đấy là cái diễn đàn của cái thằng gọi là bây giờ là đang chửi tôi đấy. Tức là cái thằng đấy là nó chỉ có đưa những cái bài của những cái thằng anti nó chửi tôi lên. Đấy, mà nó cũng chỉ được từng đấy thôi, thì là nó quá ít rồi. Thế nên là tôi thấy là nó cũng chả có đáng để bận tâm. Đấy, những cái thằng ghét tôi thì nó vẫn ghét tôi thôi. Đấy, nhưng mà tôi lại xin nhắc lại một lần nữa nhá, là những cái thằng ghét tôi thì nó ghét tôi, thì tôi mặc kệ nó nạp tiền thì đó là việc của bọn nó. Nhưng mà anh em xem kênh tôi này thì tôi phải cảnh báo cho anh em là anh em không liên lạc nhá. Tôi cảnh báo đi cảnh báo lại cho anh em. Anh em đừng làm. Đấy, tôi khuyên chân thành anh em đấy, không đến lúc anh em mất tiền. À, tôi cảnh báo rồi anh em mất tiền xong anh em lúc đấy anh em kêu thì nói chung ấy là đấy là tại anh em thôi nhá. Lạp lậu mà anh em chấp nhận lạp. Anh em thậm chí là có những cái người bị mất tiền rồi, cảnh báo anh em mà anh em vẫn chấp nhận lạp thì anh em mất tiền, đó là cái lỗi của anh em nhá. Rồi, còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái content, có content đấy, nhưng mà bởi vì là tôi chia sẻ cái ra đầu game ấy thì tôi không có tập trung vào để mà tôi chơi chuỗi thắng được. Đấy nên là tôi làm một phát eco luôn nhá. Thì cái giai đoạn eco chúng ta không có gì để mà có thể nói ở trong game, thì lúc đấy thì cái diễn biến chúng ta không cần quan tâm, mà tôi quan tâm đến những cái gì mà tôi chia sẻ anh em. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ vào đến cái trận đấu ngày hôm nay anh em nhá. Anh em biết tôi chơi gì không? Thực ra là tôi cũng đang có ý định là chơi Saman. Nhưng mà tôi chợt nhận ra là cái đồ này nó không phù hợp lắm. Nên là có thể là nếu mà không ra được con mèo Saman sớm và không ra được cái con gấu mà tôi câu ra ấy, lại ra một con gấu này. Trời, tôi eco hơi sâu anh em ạ. Tâm sự với anh em nó nhiều thứ quá nên là chuyện này eco nó hơi sâu. Nó 28 máu. Nhưng mà chúng ta sẽ comeback sớm thôi. Bỏ bài vào đi. Chuyện này nếu mà chơi Saman thì chúng ta sẽ không thể đủ 6 Saman nếu mà không câu được ra con gấu anh em nhé. Chuyện này tôi vẫn có cái ý định là câu gấu nên tôi mới để cái giai đoạn này đấy. Tôi cố gắng tôi câu ra con gấu Saman để tôi chơi nhưng mà không ra. Đấy. Còn cái tầm này bây giờ ấy, đằng nào cũng là không thể cắt được chuỗi của đối thủ rồi thì thôi anh em ạ, cho nó thua luôn round này đi. Chúng ta thua luôn round này luôn. 9 assassin này, 9 assassin ốc 2 sao. Đằng nào chúng ta không thể nào mà có thể thắng được nên là thôi tôi cho thua luôn. Sau đó đến nào quái thì chúng ta xả tiền anh em nhá. Đấy, cái thằng kia chuỗi là cực xanh luôn nhá, nó cực to luôn đấy. Ủa, nhìn tiền của nó kìa, 100 tiền không? Có đến 100 tiền không? Rồi, tao này chắc phải roll rồi. Ui, ra rồi này. Nhưng mà từ từ nhá. Rồi, từ từ đã. Cái vấn đề là ra, nhưng mà ra thì sao? Ok, round này thì thôi bỏ eco thôi anh em ạ. Tôi kiếm thêm quyển sách này. Đây, cho con này vào kiếm thêm quyển sách. Được không? Rồi, để một con gấu để chả may mà câu ra con gấu Saman thì chúng ta có thể chơi anh em nhá. Còn nếu mà không ra gấu Saman ở round sau á thì thôi chúng ta bỏ đi, bỏ cái ý định chơi Saman đấy. Saman nó phải chơi 6 Saman cơ, 4 Saman yếu lắm. Rồi, không có anh em ạ. Thôi nhá. Nếu chúng ta bỏ ngay cái ý định chơi Saman đi. Tôi chuyển sang nó chơi cái bài này. Bài này bài tủ của tôi luôn. Ok. Tôi ra tôi cũng có ý định chơi cái bài Insect rồi. Đây rồi. Anh em biết tại sao không? Bởi vì là hôm qua có cái anh em hỏi tôi về cái bài Insect. Đấy là anh em Louis Trần. Anh em Louis Trần thì bỏ game một cái thời gian lâu nên là anh em cũng không rõ về cái bộ Insect. Thế là trận này tôi có thể là tôi đá qua Insect luôn để tôi giới thiệu lại cho anh em. Insect thì chúng ta sẽ lấy những cái món đồ trấn phái bao gồm găng tay Kira và cái quả trứng. Đấy, thôi được rồi, tôi bán Saman đi anh em nhá. Bán đi, chơi Insect rồi. Ok, round sau xả thật là mạnh. Round này tôi sẽ chốt đồ nhá. Ở đây là chúng ta sẽ có thể chốt được. Ok, có trứng đấy, có trứng và có luôn cả cái chúng ta vừa có trứng này, chúng ta lại vừa có luôn cái găng tay Kira nữa. Rao này khả năng là vẫn thua. Gặp cái line này chưa có đam anh em ạ. Cần phải lên được 2 sao cơ. Chưa có đam. Insect này nó phải có 2 sao và nó phải có cái lấy đồ đã. Như trấn phái mới đánh được. Tầm này vẫn chưa ăn được cái line. Rồi. Rồi, coi như bị lọt rao nữa đi. Rao này tôi nghĩ sẽ là cái rao cuối tôi bị lọt rồi. Rao sau tôi sẽ xả tiền thật là mạnh. Nên nhớ là cái thằng đang có chuỗi ấy, nó rất xanh nha anh em nhá. Nó đang chuỗi cộng 15 và 100% máu rồi. Và nó vẫn chưa bị mất đâu. Và chúng ta phải xả tiền gấp đi. Đây rồi. Ok. Ra đi. Xem có gì ra thế nào. Đây rồi. Heo này. Tuyệt vời luôn. Được. Rồi. Ổn rồi đấy. Rồi. Thế thôi anh em nhá. Thế thôi. Tạm thời thế thôi. Cái bộ Insect này tôi kẹp thêm cả Civet nữa nha anh em nhá. Civet ở đây kích hoạt 2 con. Chúng ta sẽ được hưởng ở đây là chúng ta x3 đồ giống như là chúng ta chơi cái con Fallen Witcher vậy. Tướng của tôi sẽ được x3 đồ. Đấm rất đau. 21 màu anh em ạ. Tầm này bắt đầu đi đẩy ở đấy. Ủa càng đấy. Mỗi round là có tầm 21 màu anh em ơi. Cái tầm này là cái tầm mà bắt đầu là bọn nó gặp tôi là bọn nó sợ xón ở ra quần rồi anh em ạ. Tất nhiên là chỉ những cái thằng mà nó gặp tôi thì nó mới biết cái điều đấy thôi. Còn những cái thằng chưa gặp tôi như cái thằng top 1 kia thì tôi nghĩ là nó vẫn có thể là nó đang rất là hả hê đấy. Nó vẫn chưa biết là thần chết đang đến rất gần rồi đâu. Đội hình này đẩy cực kỳ khét luôn. Top 1 vẫn chưa hề biết nha anh em nhá. Đây rồi bạn ơi. Đây rồi. 100 máu đúng không? 100 máu đúng không? Rất ung dung tự tại. Cho đến khi gặp tôi mới biết được cái sự thật. Rất là kinh hoàng đấy. Ui dồi ôi, xem bao nhiêu máu nào. Rất là kinh hoàng đấy nhá. Sự thật này rất kinh hoàng đấy nhá. Ui dồi ôi, 40 máu anh em ơi. 38 máu. Gần 40. Trời ơi, thấy chưa? Bắt đầu sợ rồi. Bây giờ cứ lần lượt qua từng thằng, từng nhà, từng thằng một thì thằng đấy nó sẽ phải rất sợ và nó sẽ phải xả tiền. Anh em cứ tin tôi. Bây giờ những cái thằng 40 máu kia là những cái thằng mà phải cẩn thận đấy nhá. Những cái thằng mà ngấp nghé 40 máu kia là phải cẩn thận đấy. Bởi vì cái đội hình này rất có thể nó sẽ còn đẩy hơn 40 máu cơ. Tôi biết cái đội hình này nó cực kỳ là kinh khủng. Kinh khủng khiếp luôn đấy. Nó đúng kiểu là khi mà gặp tôi thì đúng như kiểu là gặp thần chết luôn. Đây rồi. Nhà này rất may mắn nhá. Là nó gặp là cái bản sao ấy nhá. Ôi anh em nhìn kìa. Xem thằng này mất bao nhiêu máu nhá. 9 assassin. 9 là 37 báo. Ui 37 báo anh em ạ. Dã man. Ui ra là con mèo này. Hay quá. Quá tuyệt vời luôn. Ui thế thì đẩy nó càng khét nữa anh em ạ. Bởi vì một cái con mèo 5 đô là nó gọi ra 3 con rồi. Đấy, một con mèo nó gọi ra ba con rồi. Round sau tôi lên 10, tôi kẹp thêm con Velom nữa là xong. Đẩy cực kỳ kinh khủng anh em ạ. Mà bây giờ những cái thằng nó chưa gặp tôi, nó chưa biết được cái điều này đâu. Nó chưa biết được cái điều này đâu. Mà nếu mà nó biết ý, nó đã kịp nhận ra ấy, thì là nó đã chết rồi. Tôi nói thật với anh em, bây giờ những cái thằng nào mà nó kịp nhận ra thần chết nó đã ghé thăm thì chỉ có xác định thôi. Cực kỳ kinh khủng với cái đội hình này luôn. Bây giờ là có khoảng hai thằng là biết được cái điều đấy. Cái thằng mà đang chuẩn bị bay màu ấy, còn một máu ấy. Đấy, với cả cái thằng top 1 vừa lấy bị tôi cắt chuối ấy. Bị đẩy một phát là mất tầm 40 máu đúng không? 38 máu. Nào đấy là nó biết thôi. Ui đây rồi, trấn phái được rồi anh em ơi. Thôi chết rồi. Có quả trấn phái này thì thôi xác định luôn bạn ơi. Xác định luôn chứ còn gì nữa. Trời ơi. Chốt hết đồ luôn. Rồi, lên 10. Lém tất cả những thứ có thể lém vào nha anh em nhá. Có những cái gì lém được là lém hết. Bỏ con này ra, tạm thời bỏ con này ra cho hai con Velom vào đã. Ok. Được rồi. Con Velom này nó hiến tế ấy, nó chết là nó ra con Velom 2. Heo ở dưới nó gọi ra con Velom 2 luôn. Đấy, gấu chết gọi ra con gấu 2. Tôi nghĩ là cái thằng gặp tôi ở round tiếp theo ấy, nó gặp tôi nó sẽ phải rất thốn đấy anh em ạ. Không dám nghĩ. Nhìn cái đội hình như thế này thôi nhưng mà nó kinh khủng khiếp luôn. Tôi không dám nghĩ là cái thằng tiếp theo là thằng nào. Nhưng mà kể cả là thằng nào đi chăng nữa thì chắc là tôi nghĩ là nó cũng sẽ phải rất là sốc. Đây rồi, Cường Lai thì thôi chết rồi bạn ơi. Ui rồi ôi. Đấy gọi ra Velom 2 kìa, thấy chưa? Velom chết gọi ra Velom 2, gấu chết gọi ra gấu 2. Ui nhiều lắm anh em ơi. Cái chỗ này tôi có đến 50 máu không? Ui rồi đi luôn kìa, 42 máu đi luôn. Ôi rồi ôi anh em thấy chưa? 42 máu đập một phát đi luôn. Đẩy những 45 máu ra vừa rồi, 42 máu không chịu đổi nhiệt. Cái thằng đấy nó còn sang đây nó xem này. Kiểu nó sốc nó còn phải dừng lại một nhịp anh em ạ. Thế là anh em biết thế nào. Nó ở bên sân nó còn phải hoảng, nó còn không biết là cái chuyện gì nó vừa xảy ra cơ. Xong rồi nó mới sang tôi để nó xem đấy. Dã man. Rồi thôi tôi xả tiền nốt đây. 4 insect. Thiếu một con à? Thôi được rồi, cho thêm cái con sâu vào thì chúng ta có thêm búa lóc. Ok. Đẩy khủng khiếp lắm anh em ơi. Assassin này. Assassin xa đâu mới có 2 sao. Ui dồi ôi, thế thì đi rồi. Thế thì đi rồi. Ui anh em ơi, 40 máu kìa. Lạn nhân tiếp theo. Ui ơi, 47 máu. Rồi thôi. Thôi xong rồi nhá. Mèo chúa lên được 2 sao rồi. Trò chơi kết thúc anh em ạ. Tất cả bọn nó sau khi chết bọn nó phải sang bàn của tôi để xem là cái đéo gì nó vừa xảy ra. Cái gì đấy? Cái gì đấy bạn ơi? Thấy chưa, tôi đấy tôi nói với anh em rồi là bọn nó sẽ không nhận ra đâu cho đến khi mà bọn nó gặp tôi. Trận đấu này nhìn thế thôi nhưng mà có thể kết thúc trước round 32 đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là sẽ kết thúc sớm thôi. Tất cả những cái thằng còn lại ấy, nó nhìn thì có vẻ như là nó đang an tâm. Cái thằng mà đang có chuỗi cộng 8 nó chưa gặp tôi thôi anh em. Nó chưa gặp tôi đấy anh em ạ. Cứ để đấy để xem là gặp tôi thì sẽ thế nào nhá anh em nhá. Này, Shadow 3 sao, 9 Assassin này. Shadow 3 sao này. Ui rồi anh em ơi, 9 Assassin Shadow 3 sao bị đẩy cho này. Ui rồi 26 máu đi rồi. Trời ơi, 44 máu anh em ạ. Ôi, thiện tai, ác quá thì mất rồi. Tuấn ơi, trời. Đánh cái kiểu này, bọn nó sang đây, bọn nó chửi tôi hay sao, phải không? Bọn nó cứ nhìn đây, anh em thằng nào chết thằng đấy đều sang. Sang để xem là tại làm sao mà bay màu anh em ạ. Dạ mà, bọn nó không biết là tại sao luôn cho đến khi mà bọn nó bị bay màu. Không thể tin được là cái lúc mà chúng ta còn 50 máu chúng ta có thể bay màu được. Dã man đâu anh em. Đấy, 3 thằng này là 3 thằng tôi tiện đây anh em. Tôi là cái người kết liễu đấy. Còn 2 thằng còn lại tôi nghĩ là cũng không ngoài cái số phận là sẽ bị tôi kết liễu đâu. Thôi để tôi roll lốt nha anh em nhá. Tôi sẽ roll thêm để tôi kiếm một cái lần đẩy thêm một con gấu nữa đi nhá. Nó roll đi. Ừ đây rồi. Tuyệt vời. Thế thì thôi anh em ạ, 50 màu nó cũng không là vấn đề đâu. Vớ vẩn 50 máu đi luôn ý. Một lần đẩy 50 máu nó không có phải là chuyện lạ với cái đội hình này đâu anh em ơi. Thằng này không biết có sống nổi nó hay không. Trời ơi anh em nhìn này, cái này nó có đủ 50 máu không nhở? Trông nó cũng nhiều lắm anh em ạ. Ui rồi có 1 máu. Thằng kia thì sao? 49 máu nó không là nhiều, 49 máu không đủ rồi. Ui rồi ơi. Đúng thật anh em ơi. Một phát là đi. Lẽ ra là cái đau này là một phát là 100 máu luôn đấy anh em ạ. Mỗi thằng 50 máu nhưng mà thằng này nó vẫn còn hở ra được 1 máu ở sống. Căng thật sự, giật mình luôn ấy. Trời ơi. Bọn nó đang nói cái gì kia tôi không hiểu tiếng của bọn nó. Dã man, trận này hình như toàn gặp Indo đúng không? Toàn gặp Indo thôi. Ôi ôi, làm nào bây giờ? Mắc binh rồi anh em ạ. À. Một round 50 máu, đúng round 31 là kết thúc. Quá kinh khủng luôn. Ở trận này eco hơi sâu ấy, nhưng mà lúc mà comeback thì nó đẩy cho chết hết thì thôi. Thậm chí còn chưa có găng Tequila đâu, trận này chưa có găng Tequila đâu. Nhưng mà như thế này đã đủ rồi, có trứng rồng là có chấn phái rồi anh em ạ. Quá kinh khủng ấy. Trời ơi nhìn cả. Ui lại quả trứng nữa này. Nhưng mà thôi, một quả trứng thôi. Đấy cái chén thánh cũng được. Bây giờ làm gì? Tôi thực ra bây giờ tôi cũng chả biết làm cái gì ấy, bởi vì là nó mắc binh rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ kiếm thêm một con mèo 5 đô 2 sao nữa thôi. Thế thì nó lại hơi khó. Nhưng mà cái tầm này bây giờ mắc binh lắm rồi. Đối thủ bây giờ 6 Glacier thì cũng chả có cái cửa gì luôn. 6 Glacier ngộ 0-2 sao. Không ăn thua anh em ạ. 6 Glacier ngộ 0-2 sao. Ngộ 0 thì đành rằng là nó có thể giải quyết được đám đông ấy. Cũng có thể giải quyết được đám đông. Nhưng mà với một cái đám đông ấy, nó quá đông như này thì tôi không nghĩ là con ngộ 0 nó có thể clear được nhanh đâu. Không có đủ cái thời gian để có thể clear. Đây là một cái đám đông với trị giá nó là tầm khoảng 50 máu. Ngộ không đánh rất nhanh nhá. Ngộ không đây là 6 Glacier đập liên tục đấy. Nhưng mà nào xem nào cản nổi không, nó đẻ ra liên tục. Ủa, thôi xong rồi, Ngộ không đứng ở trong lưới nhện nó xong rồi. Anh em thấy chưa? Ui quả này quả này 50 máu rồi. Quả này 50 máu thật rồi anh em ạ. Dã man. 46 máu. Thật sự là quá kinh khủng khiếp với cái đội hình Insectoid kẹp với cả Sivet. Quá kinh khủng khiếp luôn anh em ạ. Ác quá anh em ơi. Trận này cảm thấy tội lỗi quá. Tự nhiên là mình lại cảm thấy là thấy cứ nó sao sao ấy anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. 100% màu đến hết game với cái bộ 9 Feather hàng riu anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ mạnh nhất meta hiện tại. Nó vẫn là cái bộ Witcher thôi anh em ạ. Witcher kẹp cọc cực kỳ khỏe luôn. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.